Một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông xác nhận tuyến đường tránh Gia Nghĩa đoạn qua tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đang sạt lở nghiêm trọng. Khu vực sạt lở nằm ở đoạn tuyến km 11 800 đến km 11 900 của đường tránh Gia Nghĩa. Trên mặt đường xuất hiện vết nứt có chiều rộng khoảng 1 đến 2 cm, kéo dài 50 m. Hiện cống thoát nước ngang đường khu vực này đang bị lấp, không có khả năng thoát nước từ khu vực trái sang phải tuyến, gây động nước phía thượng lưu, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến. Ghi nhận tại hiện trường, gần 100 m chiều dài phía ta luy âm của đường đã bị sạt lở xuống suối. Tổng diện tích khu vực bị sạt lở ước chừng hơn 3.000 m². Hiện tại ngành chức năng đã di dời toàn bộ người dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, đồng thời giăng dây cảnh báo hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến.